giấc nồng mẹ màng mộng ước đến đâu. Ôi vui mà... Mình sẽ qua bài số 2 nha. Mình qua bài Tội Tình luôn của ca sĩ Hồng Trúc. Mình nghe thêm một đoạn nhạc nữa của bài số 2 đi, rồi em giới thiệu các tính năng trên dàn Sony cho các tham khảo. Đây là dàn mini đại, model là Sony Z500. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía trước dàn này có nút chỉnh bass, treble và super bass siêu trầm. DSG là super bass siêu trầm. Bass thì em đang chọn cộng 3, treble thì em chọn cộng 1. Đây, treble em chọn cộng 1 và bass thì em chọn cộng 3 nha. Tùy gu, tùy cái sở thích mà mình có thể chỉnh bass, treble, super bass siêu trầm hợp với gu, với sở thích của mình. Hiện tại mình đang nghe nhạc qua chức năng CD. Bây giờ mình sẽ tắt CD, mình lấy đĩa ra. Tiếp theo em sẽ test chức năng MD cho các anh tham khảo. MD là đĩa của Nhật, có tuổi thọ rất bền, lên tới vài chục năm và mình có thể xóa và chép nhạc trên cái đĩa này được. Bên em có bán đĩa MD nhận chép nhạc theo cầu. Các anh thích ca sĩ hoặc thể loại nhạc như thế nào thì liên hệ đem chép nhạc vào MD cho mình. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua chức năng MD nha. Bây giờ mình sẽ nghe bài số 3 là bài gì đây? Trên 4 dùng chiến thuật. Thôi mình nghe bài 2 đi, bài Túy Ca nha. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 20-25m2. Đây là hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng được cắm nhập 220. Nếu nhà mình có ổn áp thì mình lấy điện trong con ra sử dụng. Còn nếu không thì có thể mua đổi nguồn hoặc dây cái đó điện thoại bên em đem ship chung vàng cho mình. Giá bán là giá của bộ vàng không kèm phụ kiện là đổi nguồn hoặc là phí ship thì bên em không bao. Anh nhận hàng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lũ cho mang đến tột đỉnh sầu. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đưa. Rót nửa đi em, em rót đầy ly can, say dùng ta, say dùng ta như từ thuở bao giờ. Em cứ lơ ngơ đi, xin đừng ru và đừng giữ, bởi ta say nên thần tượng cũng lưu mờ. Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ. Rót nửa đêm rồi mai về xứ lạ. Mình chỉnh được bass treble nên thoải mái chỉnh, miễn sao hợp với bài hát, hợp với gu của mình. Chất lượng âm thanh Sony là hay nè, thiên bass nè, chỉnh bass treble super bass nữa thì đương nhiên càng hay hơn nữa. Đây là một bộ dàn hoàn hảo các chức năng và chỉnh được bass treble thì rất là tuyệt vời để mình sử dụng cho phòng 20-25m2. Nếu mình muốn sở hữu một bộ dàn chất lượng thì có thể cân nhắc đến model Sony Z500. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo rồi mình xin kết thúc lên test. Một giọt sông ngõ ao ít hai đầu AB ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính.
Optical In dùng giải mã DC kết nối mắt TV qua tín hiệu quang không cần mồi. Mình chỉ cần ghim nhọn ngõ Optical, nghe Optical và một đầu in ở đây, nghe đầu out trên mắt TV là giải mã. FM tần số là 90MHz, công suất âm ly. Để em xem nha. Công suất âm ly là 65W. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Góc cạnh của lo bên tay trái em. Công suất lo không hề ghi trên lo. Góc cạnh của lo bên tay phải em. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0931 008 099 để bên em gửi hình ảnh chi tiết và tư vấn cho mình hình ảnh mặt trước mặt sau qua Zalo. Các nào mua bộ vàng này thì cọc giúp em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, và khi các anh nhận hàng thì thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bây giờ em kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng thì liên hệ với 0931 008 099 giúp em.